Thực hiện phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, năm 2023, các cấp hội cựu chiến binh thành phố tiếp tục nhân rộng các mô hình cựu chiến binh làm kinh tế có hiệu quả, đặc biệt chú trọng vào các mô hình mang tính kế thừa, tạo điều kiện cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân cùng tham gia. Mô hình hợp tác xã ô tô của cựu chiến binh Trần Nhật Ninh, quận Liên Chiểu là một trong số ít mô hình kiểu mới của cựu chiến binh có hiệu quả kinh tế cao. Không chỉ là nơi sửa chữa ô tô, xe máy, hợp tác xã còn là địa chỉ đào tạo nghề cho nhiều lao động ở trong và ngoài địa bàn thành phố Đà Nẵng. Sau 8 lần bổ sung ngành nghề và thay đổi giấy phép kinh doanh, hợp tác xã đã xây dựng được nền móng kinh doanh vững chắc. Với 135 đầu xe khách hợp đồng và xe tải, có cả khách hàng là công ty nước ngoài ký hợp đồng bảo dưỡng. Hợp tác xã này hình thành sau khi tách tỉnh Đà Nẵng, thành phố mới thành lập là bắt đầu tiến hành thành lập hợp tác xã. Thì cái mô hình của mình ở đây là vận tải du lịch, hàng hóa, sửa chữa ô tô, các cái dịch vụ về ô tô là tất cả mình đều làm hết, dạy nghề mà hiện nay là tập trung vào cái mảng đào tạo nghề là chủ yếu. Còn tại hợp tác xã sửa chữa tàu thuyền cựu chiến binh Thọ Quang, quận Sơn Trà, kể từ khi chuyển đổi vào năm 2005 đến nay, đã chính thức trở thành thành viên của Liên minh Hợp tác xã Đà Nẵng, với ngành nghề chính là kéo tàu lên đà, sửa chữa và đóng mới tàu thuyền. Đến nay, hợp tác xã đã tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động với mức thu nhập từ 6 đến 7 triệu đồng một tháng. Điểm chung của hai hợp tác xã trên là đã tạo điều kiện cho nhiều cựu chiến binh, cựu quân nhân thành phố tham gia, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Đây trước kia là cái cơ sở của cựu chiến binh để làm kinh tế cho các đồng chí là bộ đội về là làm kinh tế, nhưng mà sau này là do phát triển thành phố ấy nữa là thành lập đổi tên thành hợp tác xã sửa chữa tàu thuyền của cựu chiến binh, thì trong đó là có các cái thành phần cổ đông của cựu chiến binh tham gia nữa. Cựu chiến binh tất cả đây có hưu trí của người là 7 người, 5 người nữa là bộ đội phục viên, mà tất cả có cái công nhân thời vụ là cũng tất cả là bộ đội cả. Để tạo điều kiện người ta khi ra quân người ta về không có công việc làm hoặc việc làm ổn định thì cố gắng tạo điều kiện người ta giúp đỡ gia đình vợ con là trên hết, chứ không có gì cả. Ngành nghề thì đến là tự học hỏi với nhau. Hiện nay toàn thành phố có 6 câu lạc bộ doanh nghiệp do cựu chiến binh làm chủ, tổ chức hoạt động 60 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 90 cơ sở sản xuất kinh doanh các loại hình dịch vụ, 25 hợp tác xã tổ hợp tác, gần 1.000 trang trại, gia trại hộ kinh doanh dịch vụ do cựu chiến binh làm chủ. Các mô hình kinh tế kiểu mới, tương tự hợp tác xã ô tô Liên Chiểu và hợp tác xã sửa chữa tàu thuyền cựu chiến binh Thọ Quang, thực sự là điểm sáng trong phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi trên địa bàn thành phố.